sẽ có một giai đoạn quay trở lại trong video clip mới trong video clip này. Chúng ta sẽ chế tạo vài con tàu. Skipper, Skipper! Bill! Chơi về điện tàu xuống đi! Cho hình ảnh sáng hơn chút. Đây xong rồi. Đây là không phải. Đây là một con có cái con là đạn là đầy cái gì hả? Chào ạ, kiếm bằng Enterprise và kiếm sau mình chắc là tổng hết. Tôi biết Super Rare nó có hay không. Vì cái máy của tôi hơi cũng bắp cho nên tôi sẽ đợi lát nữa mới loát được. Come on chắc không phải.
tao. Em này có suy nghĩ trong anime nhưng mà vì tôi không phải là fan và thực ra không theo phe của Iron Blood cho nên tôi không rõ. Không, đây theo phe Sakura. Sắp hết cơ hội rồi, em vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cả. Tôi cũng chắc đây là lượng này là cuối cùng như vậy cả. Nhưng mà tôi chắc cũng sẽ kiếm thêm nhiều và tôi tiếp tục. Cảnh sát tự thảo gì chắc video này cũng sẽ là kết thúc. Chúng ta phải kết thúc ở đây, sẽ là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.